Việc thực hiện thí điểm tự chủ hoạt động và tài chính giai đoạn 2014-2017 ở một số trường đại học, gồm 4 trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tìm hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của giáo dục đại học dần thoát khỏi sự bao cấp của nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thí điểm sau 7 năm thực hiện Nghị định số 43 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, cơ chế hoạt động của các trường đại học công lập phải được thay đổi theo hướng nhà nước trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng bộ cho các đơn vị công lập về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính.